Bài Kinh số 137 Kinh Phân Biệt Sáu xứ Sala Yatana Vibhanga Sutta 304 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm Tại tinh xá ông Anathapindika, cấp cô độc Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo bạch thế tôn các vị tỷ kheo ấy phân đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỷ kheo ta sẽ giảng cho các ông phân biệt sáu xứ hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ nói thưa vân bạch thế tôn các vị tỷ kheo ấy phân đáp thế tôn thế tôn nói như sau có sáu nội xứ cần phải biết có sáu ngoại xứ cần phải biết có sáu thức thân cần phải biết có sáu xuất thân cần phải biết có mười tám ý hành cần phải biết có ba mươi sáu loại hữu tình cần phải biết tại đây do y cứ cái này đoạn tận cái này có ba niệm xứ mà một bậc thánh phải thực hành và có thực hành niệm xứ ấy bậc thánh mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng trong các bậc huấn luyện sư vì ấy được gọi là bậc vô thượng điều ngự sư điều phục các hạng người đáng được điều phục đây là tổng thuyết về phân biệt sáu xứ ba trăm lẻ năm khi được nói đến sáu nội xứ cần phải biết do duyên gì được nói đến như vậy nhãn xứ nhĩ xứ tỷ xứ thiệt xứ thân xứ ý xứ khi được nói đến sáu nội xứ cần phải biết chính do duyên này được nói đến như vậy khi được nói đến sáu ngoại xứ cần phải biết do duyên gì được nói đến như vậy sắc xứ thanh xứ hương xứ vị xứ xúc xứ pháp xứ khi được nói đến sáu ngoại xứ cần phải biết chính do duyên này được nói đến như vậy khi được nói đến sáu thức thân cần phải biết do duyên gì được nói đến như vậy. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Khi được nói đến, sáu thức thân cần phải biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, sáu xúc thân cần phải biết, do duyên gì được nói đến như vậy. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Khi được nói đến, sáu xúc thân cần phải biết chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, 18 ý hành cần phải biết do duyên gì được nói đến như vậy. Sau khi mắt thấy sắc, ý chạy theo sắc khởi lên hỷ, chạy theo sắc khởi lên ưu, chạy theo sắc khởi lên xả. Sau khi tai nghe tiếng, vân vân như trên. Sau khi mũi ngửi hương, vân vân như trên sau khi lưỡi nếm vị, vân vân như trên, sau khi thân cảm xúc, vân vân như trên, sau khi ý nhận thức pháp, ý chạy theo pháp khởi lên hỷ, chạy theo pháp khởi lên ưu, chạy theo pháp khởi lên xã. Như vậy có sáu hỷ hành, có sáu ưu hành, có sáu xã hành. Khi được nói đến, 18 ý hành cần phải biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. 306 Khi được nói đến 36 loại hữu tình cần phải biết do chuyên gì được nói đến như vậy. Sáu hỷ liên hệ tại gia, sáu hỷ liên hệ xuất ly, sáu ưu liên hệ tại gia, sáu ưu liên hệ xuất ly, sáu xã liên hệ tại gia, sáu xã liên hệ xuất ly. Ở đây, thế nào là sáu hỷ liên hệ tại gia? Có hỷ khởi lên hoặc do nhận được hay thấy sự nhận được các sắc do con mắt nhận thức khả ái khả hỷ khả lạc khả ý liên hệ đến thế vật hoặc do nhớ được những gì đã nhận được về trước đã qua đã diệt đã biến hoại loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ tại gia có hỷ khởi lên hoặc do nhận được hay thấy sự nhận được các tiếng do tai nhận thức vân vân như trên các hương do mũi nhận thức, vân vân, như trên. Các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, như trên. Các xúc do thân nhận thức, vân vân, như trên. Các pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế Phật hoặc do nhớ được những gì đã nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến tại gia. Sáu hỷ này liên hệ đến tại gia. Ở đây thế nào là sáu hỷ liên hệ đến xuất ly? Sau khi biết các sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly tham, biến diệt, nghĩ rằng các sắc pháp xưa kia và các sắc pháp hiện tại, tất cả sắc pháp là vô thường, khổ biến hoại. Sau khi như thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ có hỷ khởi lên loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến xuất ly sau khi biết được các tiếng phần phần như trên các hương phần phần như trên các vị phần phần như trên các xúc phần phần như trên các pháp là vô thường biến hoại ly dục biến diệt nghĩ rằng các pháp xưa kia và các pháp hiện tại Tất cả các pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi như thật, thấy như vậy, với chánh trí tuệ có hỷ khởi lên. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến xuất ly. Sáu hỷ này liên hệ đến xuất ly. 307. Ở đây, thế nào là sáu ưu liên hệ tại gia? Có ưu khởi lên hoặc do không nhận được hay thấy sự không nhận được các sắc do mắt nhận thức khả ái khả hỷ khả lạc khả ý liên hệ đến thế vật hoặc do nhớ được những gì không nhận được về trước đã qua đã diệt đã biến hoại loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ tại gia có ưu khởi lên hoặc do không nhận được hay thấy sự không nhận được các tiếng do tay nhận thức vân vân như trên các hương do mũi nhận thức phân phân như trên các vị do lưỡi nhận thức phân phân như trên các xúc do thân nhận thức phân phân như trên các pháp do ý nhận thức khả ái khả hỷ khả lạc khả ý liên hệ đến thế phật hoặc do nhớ được những gì không nhận được về trước đã qua đã diệt đã biến hoại loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ đến tại gia sáu ưu này liên hệ đến tại gia ở đây thế nào là sáu ưu liên hệ đến xuất ly sau khi biết được các sắc pháp là vô thường biến hoại ly tham biến diệt nghĩ rằng các sắc pháp xưa kia và các sắc pháp hiện tại tất cả sắc pháp là vô thường khổ biến hoại sau khi như thật thấy như vậy với chánh trí tuệ vị ấy khởi lên ước muốn đối với vô thượng giải thoát nghĩ rằng khi nào ta có thể chứng đạt và an trú trong xứ ayatana mà các bậc thánh đang chứng đạt và an trú như vậy do ước muốn đối với các vô thượng giải thoát ưu khởi lên do duyên ước muốn loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ xuất ly sau khi biết được các tiếng phần phần như trên các hương phần phần như trên các vị phần phần như trên các xúc phần phần như trên các pháp là vô thường biến hoại ly dục biến diệt nghĩ rằng các pháp xưa kia và các pháp hiện tại tất cả các pháp là vô thường khổ biến hoại sau khi sự thật thấy như vậy với chánh trí tuệ vị ấy khởi lên ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, nghĩ rằng khi nào ta có thể chứng đạt và an trú trong xứ mà các bậc thánh đang chứng đạt và an trú. Như vậy, do ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, ưu khởi lên do duyên ước muốn. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ xuất ly. Sáu ưu này liên hệ xuất ly. 308 ở đây thế nào là sáu xã liên hệ tại gia khi một người ngu si ám độn phàm phu thấy sắc với con mắt xã khởi lên của một vô văn phàm phu không chinh phục được phiền não không chinh phục được quả dị thục không thấy sự nguy hiểm loại xã như vậy không vượt khỏi sắc pháp do vậy đây được gọi là xã liên hệ tại gia khi một người ngu si ám độn phàm phu nghe tiếng với tai, phần phần như trên, ngửi hương với mũi, phần phần như trên, nếm vị với lưỡi, phần phần như trên, cảm xúc với thân, phần phần như trên, nhận thức pháp với ý, xả khởi lên của một vô văn phạm phu, không chinh phục được phiền não, không chinh phục được quả dị thục, không thấy sự nguy hiểm. Loại xả như vậy không vượt khỏi các pháp. Do vậy, đây được gọi là xã liên hệ tại gia sáu xã này liên hệ tại gia ở đây thế nào là sáu xã liên hệ xuất ly sau khi biết sắc pháp là vô thường biến hoại đi tham biến diệt nghĩ rằng các sắc pháp xưa kia và sắc pháp hiện tại tất cả sắc pháp là vô thường khổ biến hoại sau khi như thật thấy như vậy với chánh trí tuệ xã khởi lên loại xã như vậy được gọi là xã liên hệ xuất ly sau khi biết được các tiếng phần phần như trên các hương phần phần như trên các vị phần phần như trên các xúc phần phần như trên các pháp là vô thường biến hoại ly dục biến diệt nghĩ rằng các pháp xưa kia và các pháp hiện tại tất cả các pháp là vô thường khổ biến hoại sau khi như thật thấy như vậy với chánh trí tuệ, xả khởi lên. Loại xả như vậy được gọi là xả liên hệ xuất ly. Sáu xả này liên hệ xuất ly. Khi được nói đến 36 loại hữu tình cần phải biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. 309 Khi được nói đến, ở đây do y cứ cái này, đoạn tận cái này do duyên gì được nói đến như vậy tại đây này các tỷ kheo do y cứ do duyên sáu hỷ liên hệ xuất ly đoạn tận vượt qua sáu hỷ liên hệ tại gia như vậy là sự đoạn tận chúng như vậy là sự vượt qua chúng tại đây này các tỷ kheo do y cứ do duyên sáu ưu liên hệ xuất ly đoạn tận vượt qua sáu ưu liên hệ tại gia như vậy là sự đoạn tận chúng, như vậy là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các tỷ kheo, do y cứ, do duyên sáu xã liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu xã liên hệ tại gia. Như vậy là sự đoạn tận chúng, như vậy là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các tỷ kheo, do y cứ, do duyên sáu hỷ liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu ưu liên hệ xuất ly. Như vậy là sự đoạn tận chúng, như vậy là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các tỷ kheo, do y cứ, do duyên sáu xã liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu hỷ liên hệ xuất ly. Như vậy là sự đoạn tận chúng, như vậy là sự vượt qua chúng. 310 Này các tỷ kheo, có xã đa diện, Y cứ đa diện, có xả nhất diện, Y cứ nhất diện. Này các tỷ kheo, thế nào là xả đa diện, Y cứ đa diện. Này các tỷ kheo, có xả đối với các sắc pháp, có xả đối với các tiếng, có xả đối với các hương, có xả đối với các vị, có xả đối với các xúc. Như vậy, này các tỷ kheo, là xả đa diện, Y cứ đa diện. Và này các tỷ kheo thế nào là xã nhất diện y cứ nhất diện có xã y cứ hư không vô biên xứ có xã y cứ thức vô biên xứ có xã y cứ vô sở hữu xứ có xã y cứ phi tưởng phi phi tưởng xứ như vậy này các tỷ kheo là xã nhất diện y cứ nhất diện ở đây này các tỷ kheo do y cứ do duyên xã nhất diện xã y cứ nhất diện đoạn tận vượt qua xã đa diện Xả y cứ đa diện, như vậy là sự đoạn tận xả này, như vậy là sự vượt qua xả này. Này các Tỷ kheo, do y cứ không tham dục, do duyên không tham dục, đoạn tận, vượt qua xả nhất diện, xả y cứ nhất diện ấy. Như vậy là sự đoạn tận xả này, như vậy là sự vượt qua xả này. Khi được nói đến, tại đây do y cứ cái này, đoạn tận cái này, chính do duyên này được nói đến như vậy. 311 Khi được nói đến, có ba niệm xứ mà một bậc thánh phải thực hành và có thực hành niệm xứ ấy. Bậc thánh mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng. Do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, bậc đạo sư thuyết pháp cho các đệ tử vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh phúc của họ vì thương tưởng họ, nói rằng đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Một số đệ tử của bậc đạo sư ấy không có khéo nghe, không có lóng tai, không có an trú tâm vào chánh trí và hành động ngược lại lời dạy của bậc đạo sư. Tại đây, này các tỷ kheo, như lai không có hoan hỷ, không có cảm giác hoan hỷ, nhưng sống không có dao động, chánh niệm, tỉnh giác. Này các tỷ kheo, đây là niệm xứ thứ nhất một bậc thánh phải thực hành và có thực hành niệm xứ ấy bậc thánh mới xứng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng lại nữa này các tỷ kheo bậc đạo sư thuyết pháp cho các đệ tử vì lòng tự mẫn vì lo cho hạnh phúc của họ vì thương tưởng họ nói rằng đây là hạnh phúc cho các ông đây là an lạc cho các ông một số đệ tử bậc đạo sư ấy không có khéo nghe không có lóng tai, không có an trú tâm vào chánh trí và hành động ngược lại lời dạy của bậc đạo sư. Có một số đệ tử khéo nghe, lóng tai, an trú tâm vào chánh trí và không hành động ngược lại lời dạy của bậc đạo sư. Tại đây, này các tỷ kheo, Như Lai không có hoan hỷ, không có cảm giác hoan hỷ, không có không hoan hỷ, không có cảm giác không hoan hỷ. Sau khi đoạn bỏ cả hai, hoan hỷ và không hoan hỷ, như lai trú xã, chánh niệm, tỉnh giác. Này các tỷ kheo, đây là niệm xứ thứ hai, một bậc thánh phải thực hành, phân phân, như trên, diễn giảng đồ chúng. Lại nữa, này các tỷ kheo, có bậc đạo sư thuyết pháp cho các đệ tử, phân phân, như trên, đây là an lạc cho các ông. Đệ tử của bậc đạo sư ấy khéo nghe, lóng tai, an trú tâm vào chánh trí và không đi ngược lời dạy của bậc đạo sư. Tại đây, này các tỷ kheo, Như Lai hoan hỷ và cảm giác hoan hỷ, sống không dao động, chánh niệm, tỉnh giác. Này các tỷ kheo, đây là niệm xứ thứ ba một bậc thánh phải thực hành, vân vân như trên diễn giảng đồ chúng. Khi được nói đến, có ba niệm xứ một bậc thánh phải thực hành, và có thực hành niệm xứ ấy, bậc thánh mới xứng đáng là bậc đạo sư diễn giảng đồ chúng. Chính do duyên này được nói đến như vậy. 312. Khi được nói đến, trong các vị huấn luyện sư, vị ấy được gọi là vị vô thượng điều ngự sư, điều phục hạng người đáng được điều phục. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, một con voi được điều phục do một vị điều ngự tự sư dắt dẫn chỉ chạy về một phương vân vân phương đông phương tây phương bắc hay phương nam này các tỷ kheo một con ngựa được điều phục do một vị điều ngự mã sư dắt dẫn chỉ chạy về một phương vân vân hay phương nam này các tỷ kheo một con bò được điều phục do một vị điều ngự ngưu sư dắt dẫn chỉ chạy về một phương phân phân hay phương nam này các tỷ kheo một người được điều phục do như lai bậc a la hán chánh đẳng giác dắt dẫn được chạy cùng khắp cả tám phương có sắc thấy các sắc pháp đó là phương thứ nhất không có tưởng nội sắc thấy các ngoại sắc đó là phương thứ hai nghĩ đến thanh tịnh chú tâm trên ấy đó là phương thứ ba vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, diệt trừ đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, và nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ, đó là phương thứ tư. Vượt qua một cách hoàn toàn không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ, đó là phương thứ năm. Vượt qua một cách hoàn toàn thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có gì cả, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ, đó là phương thứ sáu. Vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là phương thứ bảy. Vượt qua một cách hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, đó là phương thứ tám. Này các tỷ kheo, một người đáng được điều phục do Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác dắt dẫn, được chạy cùng khắp tám phương này. Khi được nói đến, trong các vị huấn luyện sư, vị ấy được gọi là vô thượng điều ngự sư, điều phục hạng người đáng điều phục. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Trung tâm diệu pháp âm Chùa diệu pháp số 72, suyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028 3620 8438. Website diệu pháp âm .net. kênh youtube youtube com Xuyệt diệu pháp âm